Trời điệu. Để thế này cơ. Để thế này đi có gì còn nhìn còn ngon hơn đấy. Xi nhan. Thôi xong tôi rồi. Cho anh em xem này. Toang. Quá toang. Thôi xong tôi rồi. Cái xi nhan tâm huyết của tôi giờ thành như này đây. Ôi, may là mình còn dán keo chứ. Này. Một phút ngu si. May là mình còn dán keo ấy. Chắc phải bóc keo ra dán lại thôi. Nhưng mà đi cặp xi nhan toang luôn. Toang luôn. Mà rõ là va chạm rất là nhẹ chứ. Không có gì nặng mà nó như thế này. Thế này mặc xi nhan jean thì không biết như nào đây. Trời điệu. À, đèn. Quay đầu ra một cái quay lại đã dính thế này rồi. Thôi. Lỗi là do mình. Lần sau rút kinh nghiệm vậy. Anh em đi cũng rút kinh nghiệm nhá. Toang luôn cái xe rồi. Xe ăn như này mà dễ vỡ ghê nhỉ. Phát đấy mà dùng xi nhan zin thì thôi rồi. Buồn. Mình quay lên đây cho anh em xem hậu quả của việc lơ đãng khi lái xe. Chỉ vài giây thôi. Mình nghĩ chỉ có 10 giây thôi. Mà va chạm rất nhẹ đã như này rồi. Này, quay sát vào cho anh em xem luôn. Thôi, từ giờ đi xe rút kinh nghiệm. Lúc đó mình bóp phanh nhưng mà đã chạm vào đuôi xe ông kia rồi thì nó mới bắt đầu ABS mới hoạt động. Nó cũng không còn tác dụng gì nữa. Mình cảm giác như là nó tác động vào xe rất là nhẹ luôn. Không có gì cả mà nó như thế này luôn. Ba chip LED này. Được ấy, xem còn sáng không nhá. Eo, không sáng à? À, quên mất mình chưa bật chìa khóa. Trời điệu. Để thế này đi. Để thế này đi, có gì còn nhìn còn ngon hơn đấy. Xi nhan. Trời ơi. Tiếc quá, cái viên này nó bị ăn sâu vào trong này. Thôi, anh em đi xe cẩn thận nhá. Rút kinh nghiệm lần sau, mình cũng hơi bị lơ đãng một tí. Xin chào anh em nhá.